Rừng như cây thông một thằng, nói lời yêu cũng thằng, tao thích mày. Hey! Trai rừng dám cầm tay, dám đèo ma người yêu giữa chợ, tao thích mày. Hey! Trai rừng đã uống rượu thì phải uống bằng tô, nếu say quá thì ngày mai mới được. Đi đâu mà vui thế? Đi bắn gà đấy thầy. Tao có mua cái con gà mà bán cả tháng trời cũng được nhỉ? Chả qua chưa gặp thời. Trai rừng như cây thông một thằng, nói về gà giả. Đâm chết gà của A Lử rồi. Xuống đi. Đến tiền mình đi. Đến đi mà đến. Có chuyện gì? Đâm chết gà của A Lử rồi. Gà đâu? Kia gì? Con gà này ra đi. Đây là gà đồ chơi, gà giả. Chết làm sao được mà chết? Ai bảo không chết được? Con gà lúc đầu nó kêu được thì tức là nó còn sống. Bây giờ không kêu nữa là chết rồi. Đen đi. Thôi, cứ coi là nó chết đi. Mà đường nó làm là cho xe chạy, chứ không phải là cho gà nhà ông chạy đâu. Ông bắt đèn nhà tôi là cái gì? Ừ, đường làm ra cho xe chạy đúng không? Đúng. Trên lưng con gà của mình có đường không mà xe lại chạy vào. Đen đi. Này, nhắc lại một lần nữa nhá. Đây không có thời gian để đùa. Tóm lại, không đèn. A Trung. A Trung à, tại sao mày lại đi tù 2 năm? Có một cặp vợ chồng giữa thành phố quyết tiền. Này, bảo A Trung về nhà nghỉ ngơi đi, không nắng nôi nó lại cảm rồi đấy. Thế có đền không? Rồi, xong thương lượng sau. A Trung à, mới chết à mà. Nó nói cái gì đấy? Được rồi. Ê, thế con gà bao tiền? 1.500.000. Điên à? A Trung, gọi A Trung. Thế nhưng mà con gà này mua còn trả đến 100.000. Gà mua con 50 mà. Thế 1.000.000 nữa ở đâu ra? 500.000 tiền làm ma cho gà, 200.000 tiền làm 49 ngày, 200.000 tiền cũng tuần, 100.000 tiền thầy mo. Thầy mo là người nhà lấy rẻ đấy, bình thường thầy mo 300 cơ. Này, ông đi hơi quá đà rồi đấy nhá. Tham vừa thôi,
Nếu mà đi quá như thế nhá, không đền. Không đền nữa. A Chu, 1.500.000. Thấy từ từ, bình tĩnh. Đây. Này. A Chu ơi, có tiền rồi. Tự nhiên mất tiền. Năm nay, chi cục thuế huyện Ngọc Lặc và huyện Cẩm Thủy của tỉnh Thanh Hóa sẽ sáp nhập thành A Cẩu với A Tuất ăn xong chưa mà còn nằm ở đây. Đi ra đi. Cả nhà ơi, hôm nay A Lử với cả A Dậu xuống phố huyện. Ui trời ơi. A Dậu bị cái ô tô của người thành phố đâm lòi kèn, chủ chết. May mà A Lử nhặt được cái kèn nhét vào. A Dậu lại sống rồi. Thôi, ăn cơm đi. Mới cả A Lử quyết định rồi. Ngày mai A Lử sẽ xuống thành phố kiếm tiền. Làm gì mà nhìn gớm thế? Mày không đi đâu cả. Ở đây tự kiếm tiền còn không được, xuống thành phố để người ta cười cả. Bố chả biết gì. Người thành phố không thông minh bằng người mình đâu. Ai bảo mày? Đây thầy, A Lử vừa kiếm được tiền của người thành phố đây thầy. Ở dưới phố huyện ai chẳng biết. Đúng không? Thế nào? Thế bây giờ đã đồng ý cho A Lử xuống thành phố kiếm tiền chưa? Này con ơi, trong này có xôi, nước, quần áo, con mang đi nhá. Có chim. Lên thành phố, nhớ kiếm thật nhiều tiền đấy nhá. Chúng tôi con sẽ kiếm thật nhiều tiền. Ừ. Con sẽ kiếm 1.000.000. Hả? 1.000.000 thôi á? Ít thế. Ít à? Thế bao nhiêu mới nhiều? 1 tỷ. Con sẽ kiếm 1.000.000 tỷ. 1.000.000 tỷ về xây cái nhà này, mua quà cho em gái. Thôi. Mày đi. Kẻo ô tô nó chở. À ừ nhỉ. Con đi nha. Con sẽ kiếm 1.000.000 tỷ về. Con đi đây. Nhảy phóng xe như điên đi. Rồi nhà quê. Ôi nhà này đi đâu, lên xe, cho anh Lý lên xe. Anh đi đâu? Đi kiếm tiền mà. Biết là đi kiếm tiền nhưng mà kiếm tiền ở đâu? Trên thành phố ấy. Thành phố phải đi 2 chuyến, lấy phố huyện bắt chuyến nữa. Tổng cộng bao tiền? 108. Đắt rồi. Đắt cái gì giá chung được không ạ? Ở đây ai cũng thế cả. Đi không? Có được rồi, cho xe lên đi. Cả xe là 108 nữa. Sao lại thế? Ủa thì mất thêm diện tích, mất thêm tiền. Nhưng mà mình mua vé đi, phải cho xe mình lên chứ. Vé là mua vé người chứ ông mua vé xe đâu. Thế cái này có tính thêm không? Thêm là tôi thêm. Tôi mua vé thì tôi phải cho tôi đi chứ. Cái này nó to bằng người ông gì. Cái này là cho trên nóc xe cơ mà. Nóc xe nhưng mà vẫn mất diện tích. Thôi tôi cứ cho lên rồi. Không lên là không lên được. Không, nhưng mà mình mua vé rồi 180.000 người. 180.000 người chứ không phải là thêm xe đâu. Thank you.
hôm trước nó đuổi theo mình này. Thằng nào? Cái thằng hôm trước ấy. Vô lý, anh đang chạy trên đường cao tốc. Sao nó lại đuổi được theo mình nhỉ? Có chuyện gì nhỉ? Thôi, anh chạy nhanh lên, nó lại vòi tiền đấy. Anh ơi, hả? Nó vẫn đuổi theo kịp đây này. Vô lý, anh đang chạy 80. Anh, sao lại? Đuổi theo kịp. Sao thằng này lại đuổi được? Đã thế, tao trổ nhít khói luôn. Chạy nhanh lên. Nó xem nó là người hay nó là ma đấy. Báo cáo có một chiếc xe 4 chỗ màu trắng biển 0082 chạy quá tốc độ. Khổ quá. Em nói thật mà tại sao các anh không tin em nhỉ? Các anh phải tin em. Đây, rõ ràng có vợ em đi cùng. Anh Minh ạ, anh nhắc lại cho tôi nghe một lần cuối. Cái phương tiện đuổi anh là phương tiện gì? Thì xe đạp ạ. Anh Minh, anh ký vào đây. Em đã nói thật rồi, nói hết nước hết cái rồi, các anh không nghe em. Đây, có vợ em làm chứng, các anh cứ hỏi vợ em mà xem. Anh ơi, chồng em nói thật đấy anh ạ, có một thằng xe đạp đuổi theo xe nhà em ạ. Dạ đúng ạ, chính mắt anh nhìn thấy nó là xe đạp, chứ không phải là cái gì cả. Đúng không? Bây giờ các anh phải tin em. Thằng kia, nó là cái thằng mà đuổi theo xe nhà em đấy ạ. Ôi, đúng thằng này rồi, anh bắt nó đi, anh bắt nó đi, anh phải bắt nó chứ, tại sao anh bắt nó đi. Không phải là, bọn em nói đúng, bọn em nhận. Thế nhưng mà vấn đề đây không phải